Nếu các bạn yêu thích vật cưng thú cưng, nếu các bạn yêu thích cuộc sống nông thôn bình dị, hãy đến với channel Gà Con Siêu Quẩy nha. Hello, chào mừng các bạn đến với channel của Gà Con Siêu Quẩy. Hôm nay mình đi ra cái đám ruộng ở sau hè quy mình nè các bạn. Cái đây chiều với đám mưa nên chương trình của mình hôm nay ở đây là lụm cua đồng các bạn ơi. Đêm xuống ra đồng lụm cua đồng các bạn ơi, chiều mưa ra đây lụm mấy cua đồng về để mình gan ăn chơi. Ôi sẵn tiện xăm cái bể ếch mình đặt thế có không ta. Ui trời ơi, ngập cũng bảy ếch bà nữa rồi, sao có, sao mua nước dữ vậy trời. Trời ơi, cua đồng 2-3 con luôn, cua đồng 2-3 con nó vô luôn anh bác ơi, để đặt tiếp, ngập luôn rồi sao ếch vô được. Thôi để đây cho khác, hay vậy cho khác đi. Trời ơi, nó ngập, mưa nó ngập luôn rồi. Chắc kinh cạn đi. Mưa rồi đâu có vô được. Cua đồng không? Bay qua. Có bữa mình đặt mấy cái lọt nó vô lần 6-7 con luôn các bạn. Nhưng mà cái đó mình không có quay, không có làm clip lại. Nhiều khi cũng ngồi cái nào cố tình làm clip thì nó dính nó sạch à. Còn cái nào không làm clip nó dính nhiều lắm. Chạy hả? Ôi bắt cua được rồi, bắt nháy. Trời sao hồi chiều mình thấy ít mà mưa và nước dữ vậy trời. Nhiều đặt mấy ếch còn ở trên cạn rồi, mưa tới nữa. Rồi hôm nay thất thu cái đám này rồi. Một con mở hàng đâu nè, đâu nè, chết đâu mà chết. Nó giả bộ gì đó, nó chết đâu nè, thấy không? Nó giả bộ nó mà chết à. Ra đồng nghe tiếng con này con kêu, con kia nó kêu thấy đã không các bạn. Con kia nào nè đây nè. Một em cua đồng. Em nhớ nè, đây nữa nè, thấy không? Mày hả mày? Đây nè, em bự nè, em bự đen đen nè đó, các bạn thấy không? Đó. Đây nè. Thấy không? Chị một em đang đeo kìa. Không, con nó chết á. Con chết rồi hả? Chết rồi. Nó bò lên á. Nè. Thôi kệ nó đi, hồi đó bắt đi. Đây nè, trường mà. Ui. Hey. Cái con gì kìa? Chuột. Trời ơi, Nguyễn chuột. Trời ơi, dưới đây là nhóc luôn mà giờ nước đục ngầu hết thấy rồi. Chắc mò đại luôn quá. Trời ơi, bữa dưới đây nhóc hết trơn luôn, bữa nay hết thấy luôn rồi.
cho nó chạy để nó tiếp bỏ đạp lúa hư chạy nè chạy nè hư hình cây lúa nè. Đây nè. Đây nè, một em đen thui nè. Đó. Rẻ quá trời luôn nè. Bắt cua cái rẻ quá trời. Trời ơi, rẻ nhóc luôn rồi. Bắt cua cái này bắt á. Trời bắt hôm nay bắt cua cái đẻ quá trời, hồi về với ao nhà thả kìa. Mấy cái đám kia nước nhiều đục ngầu là thua rồi, giờ mấy đám đẹp xẹp này mới có. Em bự ba em bự nè, con này mới bự nha, ở đây nè bốn em bự bốn em bự sáu em bự đây nè. Trời ơi em này bự nè. Trời ơi em này bự nè các bạn ơi, cái càng quá trời. Thấy rồi. Có gì giờ? Chỉ có đám này nó đám này giờ có nè. Giờ bắt em bự thôi. Bắt em bự thôi. Trời ơi. Ôi ơi. Ai da, kẹp. Em mày chạy dữ vậy. Con này nhỏ. Để nó cắn lúa hư hết. Ủa rồi biến nè. Thấy không? Này này rồi biến nè. Sợ rồi biến kìa. Đâu đâu rồi. Sáng thấy anh vui nàng nè. Ý cái đám này không nè. Chạy. Cái đám này không vô. Ê đây đang con nè, đang con nè. Chạy hả? Đâu rồi? Chạy hả? Chạy. Trời ơi, đã giờ chút xíu bao nhiêu đây nè các bạn. Quá trời luôn. Em trốn ở đâu? Nhảy. Đây nữa nè, đây nè. Có con kia bự sợ. Con này bự sợ lắm, ở trong hang nè. Thôi bắt được hết á, chụp nó giữ á. Để bắt hết con này. Chạy ra. Chạy vô luôn rồi. Nè. Thổi lội trong mà. Chạy đâu rồi? Ây da, kẹp. Ôi đám này đi trên bờ lụm không à. Khỏi cái lội xuống nè. Ây da, kẹp. Ồ, nó nhỏ này gan ăn ngon lắm. Ê, có con bự nó tẩu. Nó tẩu. Ừ. Nè. Tẩu xuống rồi.
đâu rồi, đã dính nữa. Ôi trời ơi, ui em bự luôn, em cua sữa á, em cua sữa luôn mới lột. Một em, một em đang bò à. Đây một em phải không, trời ơi chụp đại thiệt, em cua đồng thiệt, thấy đèn đen thấy rồi. Trời ơi nước kìa, nước kìa, nghe nè, nước nè, cái đèn cho cái đèn theo nè, trời thấy cái đèn nè. Ôi ơi em đây nè, đây là đường nước này nè, bắt nè bên trời các bạn ơi. Đây còn đây em đang nằm đợi hút rồi hai em luôn, thôi hai em kẹp dính luôn đó, tự động chết chung rồi đó, tự động chết chung. Thôi em này chắc em mới lột ra vỏ ra quá à. Nè có vỏ kia bên nè, thử coi, chắc em lột ra chứ đâu em mìm xèo à. Trời ơi, đây hai em luôn hả, ba bắt nắm lần hai em luôn nè các bạn. Đây một em nữa nè, nhái quá trời, ui đây nhóc luôn một em, trời nhái đâu vậy, mới nổi đây lũi đâu hết rồi, nhái đâu rồi. Ui ui chết sống rồi, trời ơi cũng giả chết, cũng giả chết nữa chứ, con bò nhanh như quỷ vậy cũng giả chết. Chim ghê em rồi, ui đây mà em đang em bò xuống rồi, bò xuống rồi. Ý bò đây tính bò kia, em bự nha, ý em bự, ý em bự bự không à, cái đường này. Rồi đi bắt vô rồi các bạn ơi. Ê nè các bạn thấy dữ không, bắt vô nhiều đủ ăn rồi nghỉ các bạn ơi, để cho nó còn sinh sản nữa, nhiều người đủ rồi, đủ gan rồi đó. Nhiều đây bơi răng mai ăn là trúng bài nữa mà. Để cho nó còn bắt nhiêu mình đủ ăn thôi, còn nhiều để cho sinh sản. Thôi mà sinh sản gì được các bạn ơi, tới chừng lúa của người ta cũng thuốc nó chết hết rồi. Giờ mình không bắt nó ăn tới thì người ta thuốc cũng chết. Mà giống này còn đồng ruộng là còn nó thôi, không sợ lo nó tuyệt chủng, chỉ sợ mai này công nghiệp quá hết rồi thì không còn con ếch đồng hay cua đồng hay này nọ gì cũng không còn để ăn nữa các bạn ơi. Bốt toàn là ăn đồ nuôi không, đồ nuôi thức ăn không thì ăn đâu có ngon gì đâu, chỉ có đồ đồng đi tự đi bắt ăn về nó phải cảm thấy nó ngon rồi. Rồi video mình cũng xin tính nước tại đây nhé, để mình sẽ đi quay những cuộc sống, không phải đi quay cảnh lúc mấy con chim ngủ gấp tối cho các bạn xem nhé. Còn video này là mình xin tạm dừng tại đây. Rồi chúc mọi người có những giây vui vẻ, một gia đình hạnh phúc, một sức khỏe dồi dào nhé. Bye bye và hẹn gặp lại, bye bye. Nhớ bấm like và subscribe.
kỹ ủng hộ mình nha.